Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Đặc biệt. Hôm nay chúng ta trở lại với chủ đề Bình giảng điển tích văn học cổ điển. Sở dĩ chúng ta có những cái chủ đề bình giảng điển tích văn học cổ điển như thế này cũng là nhằm mục đích trở về cái nguồn cội thơ văn cổ đại của người Việt Nam chúng ta. Những có thể nói rằng nó rất là mang đậm cái yếu tố văn hóa dân tộc mà nó rất là hay. Bây giờ tôi thấy cái lớp trẻ họ chú tâm vào vấn đề học hành rồi là nghiên cứu về các cái môn khoa học tự nhiên, tức là những cái môn khoa học chuyên về như là toán lý hóa rồi chẳng hạn, sinh rồi chẳng hạn, chứ còn là khoa học xã hội thuộc về vấn đề nghiên cứu Hán Nôm hay là Hán Việt hay là văn học cổ ít ai quan tâm. Thành ra bây giờ chúng ta cũng không lạ khi thấy chữ viết của lớp trẻ nó càng ngày nó càng trở nên rất là xấu là cái thứ nhất. Kế tới nữa là viết sai chính tả quá nhiều, đó là cái thứ hai. Rồi là khi mà diễn đạt thì câu cú nó lôm côm, nó lủng củng, nó không có được gãy gọn sắc nét như là hồi thời xưa. Hồi xưa người ta có cái câu là ngôn tại ý ngoại, tức là chữ viết như vậy, nói như vậy, nhưng mà phải hiểu mà cái ý của cái người nói, cái ý của cái người viết ở bên ngoài, chứ nó không phải nó ở bên trong cái chữ viết, không phải ở ngay cái chữ viết hay là cái lời nói ngay trước mắt mình. Cũng giống như có lần tôi đã từng nọ trình bày, tôi nói rằng ở trong tù tôi hay đọc báo Nhân Dân của Cộng sản. Không phải vì cái báo Nhân Dân đó nó hay, không phải vì tôi khoái đọc tờ báo Nhân Dân đó, mà tôi đọc tờ báo Nhân Dân đó để tôi thấy những cái đằng sau bài báo đó, chứ không phải tôi thấy những cái sự việc nó đang viết trên cái tờ báo đó. Chẳng hạn như nó chửi rủa người này người kia người nọ, thì là tất nhiên là mình biết những người chống cộng, những người đó là chống cộng có hiệu quả cho nên tụi nó mới tức nó chửi thôi, hay là nó đăng những cái bài báo khi mà nguyên thủ quốc gia các nước bên châu Âu hay là tổng thống Mỹ hay là bộ trưởng ngoại giao Mỹ đến Việt Nam, tự dưng thấy quan chức cộng sản phát toàn lên báo phát biểu nói trời nói đất đủ thứ trơn, mà sao thấy phía bên khách mời không có ai nói gì hết, hay là chỉ nói một hai câu ngắn ngủn thôi. Thì chúng ta phải hiểu rằng họ, những quan chức khách mời ở của Mỹ và của châu Âu á, họ nói, họ đã nói những cái điều mà báo Việt Nam không dám đăng và nói những cái điều mà Cộng sản Việt Nam không vừa ý, không muốn cho người dân Việt Nam biết, cho nên báo nó mới không đăng. Và như vậy chúng ta phải hiểu rằng những người khách mời đấy họ đang nói về nhân quyền Việt Nam. Đó là cái cách nhìn đằng sau một cái bài báo của Việt Cộng nó là như vậy đó, mà không phải là Việt Cộng nó muốn viết theo cái kiểu mà ngôn tại ý ngoại đâu. Nhưng mà ở đây tôi ví dụ như vậy để cho quý vị khán giả hiểu một cách cụ thể ngôn tại ý ngoại là như thế nào. Chứ còn thật ra tụi nó thì nó chỉ muốn tuyên truyền những cái điều láo liếu cho người đọc mà thôi. Trở lại vấn đề vì sao chúng ta lần lượt bình giảng điển tích văn học Việt Nam. Không phải điển tích văn học Việt Nam mà là bình giảng những cái điển tích được sử dụng trong thơ văn cổ của Việt Nam. Trước đây chúng ta đã từng có hai video chủ đề này rồi. Hôm nay chúng ta trở lại chủ đề này lần thứ ba để nói về điển tích văn học Hồng Môn Yến và Đơn Đao Phó Hội. Ông bà mình hồi xưa, các cụ học chữ Hán
chữ Hán chứ không phải là trùng, chứ là không phải là chữ Bắc, gọi là phát âm tiếng phổ thông tiếng Bắc Kinh như bây giờ. Thành ra chúng ta thấy là các cụ học chữ Hán rồi là đọc chữ Hán thì cái âm chữ Hán của hồi xưa nó giống y, nó giống trại trại như là cái tiếng Quảng Đông bây giờ á, nó hơi tương tự với nhau, nó đều là cái cách phát âm nó gần nhau và nó đều là đơn âm tiết. Hồi xưa mấy cụ học cả chục năm, mười mấy năm thì các cụ mới có thể viết được một cuốn sách, hay là có thể là làm được những bài thơ mà người ta gọi là thuộc cái dạng là để đời á. Chứ còn nó viết thơ con cóc thì cái đó là không nói nha. Và người xưa cũng rất là trọng cái vấn đề ngôn tại ý ngoại là cái thứ nhất, trọng cái vấn đề ngắn gọn súc tích đầy đủ ý nghĩa đi thẳng vào trọng tâm là cái thứ hai, chứ không phải là nói tràn giang đại hải, nói tùm lum tứ la, viết tưới hột sen, viết đủ thứ hết mà nội dung có chút chiếu gì. Tác phẩm cổ mà người Việt của chúng ta phải nói là ai cũng biết hết, đó là truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Thì trong cái truyện Kiều, ngay từ những câu đầu tiên cụ Nguyễn Du viết bằng chữ nôm nhưng mà dùng rất là nhiều điển tích văn học. Trong truyện Kiều nó có, nếu mà điểm lại từ đầu đến cuối, chúng ta thấy hàng ngàn điển tích văn học ở trong đó, mà mỗi một điển tích văn học đó có thể mà giải thích ra mất ít nhất cũng phải 10 phút, 15 phút một đối với một điển tích văn học, tại vì nó có dây có dọc, có câu có kệ, rồi có cốt truyện, có nắc thắt nút, có mở thua nút, rồi tùm lum hết nó mới ra cái điển tích văn học đó. Thì ngay từ cái phần mở đầu của truyện Kiều của Nguyễn Du viết như thế này: ở trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, cạo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh, rằng năm gia tỉnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung, một trai con thứ rốt lòng, Vương Quang là chữ nối dòng Nho gia, đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân, mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vạn mười. Thì tới đây mình tạm ngưng ở đây để nói về cái phần đầu mở đầu, tại sao mà cụ Nguyễn Du đã sử dụng những cái điển tích văn học như thế nào. Thì trong cái câu mà trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, nó bắt nguồn từ cái câu là thiên đố hồng nhan. Thiên đố hồng nhan có nghĩa ông trời á ghét cái, là ghen ghét cái người mà có nhan sắc, và là còn cũng cái mệnh có nghĩa là cái số phận và cái tài năng của người ta thì là không bao giờ mà nó đi chung với nhau, khi mà những cái người mà có tài thường thường á là nó bạc phận. Cho nên cũng có cái câu rằng mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu, là cái người đẹp và danh tướng không bao giờ, từ xưa đến nay không bao giờ để cho cái người đời nhìn thấy cái tóc mình bị bạc hết. Tại vì sao? Tại vì chết non á, cho nên là đâu có người, sự người đời đâu có thấy tóc bạc đâu. Danh tướng là những cái người tướng giỏi thường thường đi đánh trận mạc, mà tướng giỏi thường ra trận thì cái chuyện chết non nó thường lắm, dễ có lắm. Còn người đẹp cũng vậy, người đẹp á, thì hệ thường á, là bị yểu mệnh. Cho nên cụ Nguyễn Du mới lấy cái ý là chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau là như vậy.
Mà ở đây ở màu đầu tôi mô tả câu chuyện hai chị em của Thúy Kiều là vừa đẹp mà lại vừa tài năng, cũng như cái câu mà trải qua một cuộc bể dâu, trải qua mình chúng ta thấy chỉ có sáu chữ thôi, trải qua một cuộc bể dâu, nhưng mà nó lại bắt nguồn từ một cái điển tích khác, đó là thương hải hóa tan điền. Thương hải hóa tan điền có nghĩa là biển cạn mà biến thành một cái nương dâu. Dâu là cái chỗ mà người ta trồng cái cây dâu để nuôi, lấy lá nuôi cho tầm ăn đó, chứ dâu không có phải là dâu mà để mình hái trái mình ăn đâu. Trải qua một cuộc bể dâu là như vậy. Ý của cụ Nguyễn Du nói về vấn đề mà vật đổi sao dời, sự việc trong thiên hạ mà biến đổi không ngừng, và nó có thể chuyển từ một cái thái cực này sang một cái thái cực khác mà chúng ta không bao giờ ngờ được. Biển rộng như thế, biển sâu như thế, nhưng mà nó có thể biến đổi một tức khắc, cái nó thành một cái ruộng dâu liền, một cái chỗ mà gọi là đất cao, đồng bằng, không thể nào biết trước được. Thành ra sau này chúng ta thấy cụ Nguyễn Du cũng có viết khi mà mô tả về anh chàng Kim Trọng, thì cụ Nguyễn Du để nói về cái vẻ đẹp của kia của một cái người thư sinh như Kim Trọng, thì cụ Nguyễn Du viết là một vùng như thể cây quỳnh cành dao. Điển tích cây quỳnh cành dao nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện là có một cái người đó tên là Vương Diễn. Người này nó có như là người ta nó có thể nói là đẹp không thể nào, bút mực nào tả xiết, rất là đẹp trai, mà nó cái vẻ đẹp nó không phải là nó bình thường, mà nó rất là thanh tao, mà nó có thể nói là nó lãng đãng, cái mùi coi như là người ta gọi giống như là và cái người ta gọi là cái cốt cách của cái người mà tiên phong đạo cốt á. Cho nên á mới được người đời á là tặng cho cái bị cái câu á là Vương Diễn Quỳnh Lâm Giao Thụ, có nghĩa là cái người tên Vương Diễn này nè nó đẹp như cái cây quỳnh và cái cành dao. Cái cây quỳnh cành dao là một cái loại cây được người đời cho là nó rất là đẹp và nó trang nhã và nó thanh cao, chứ không phải là nó đẹp mà một cách tôi coi như là mạnh mẽ như là cây tùng hay là cây bách. Cây tùng, cây bách hay là những cái loại cây khác nó cũng đẹp, nhưng mà có một cái vẻ đẹp khác, một cái vẻ đẹp mạnh mẽ, một cái vẻ đẹp cường tráng, nó khác với Quỳnh Lâm Giao Thụ. Quỳnh Lâm Giao Thụ là cái vẻ đẹp của một cái người thư sinh, và nó mềm mại và nó có cái vẻ thanh mảnh yếu đuối, mà nó cũng có cái vẻ thanh cao nữa. Đó là khi mà Nguyễn Du mô tả Kim Trọng bằng cái câu là một vùng như thể cây quỳnh cành dao, thì là chỉ có sáu chữ thôi, là chúng ta thấy nó bao hàm ở trong đó rất là nhiều ý nghĩa, và nó đã mô tả đầy đủ cái hình dáng bên ngoài của anh chàng thư sinh Kim Trọng. Rồi Hồng Môn Yến là gì? Hồng Môn Yến nó bắt đầu từ một cái sự tích xảy ra từ thời gọi là cuối đời nhà Tần mà đầu đời nhà Hán, trong cái giai đoạn tranh chấp lịch sử Trung Hoa gọi là Hán Sở Tranh Hùng, thì khi đó Hạng Vũ và Lưu Bang hai bên là hai cái thế lực mạnh nhất vào cái thời bấy giờ đối đầu với nhau. Đối đầu với nhau thì trong cái thời điểm này phía Lưu Bang là có Trương Lương và Trần Bình làm quân sư Hoạt Ngo, còn phía Hạng Vũ có Phạm Tăng là làm quân sư Hoạt Ngo cho Hạng Vũ. Hạng Vũ rất là tôn trọng Phạm Tăng mà gọi Phạm Tăng là Á Phụ. Á Phụ tức là cha thứ hai. Phạm Tăng rất là nhìn thấy cái dã tâm của Lưu Bang
mặc dầu nhìn bề ngoài thấy nó giả bộ hiền vậy nhưng mà nó có người Lưu Bang nó rất là thâm độc, cho nên Phạm Tăng muốn giết Lưu Bang, nếu không Lưu Bang là đối thủ đáng gờm của Hạng Vũ. Hạng Vũ là có con người bộc trực ngay thẳng, không có cái tâm địa độc ác mà thâm hiểm như Lưu Bang. Đấy thì Phạm Tăng muốn giết Hạng Lưu Bang, cho nên nó là Phạm Tăng lúc đó thì cái thế lực của Hạng Vũ mạnh hơn Lưu Bang, cho nên nó Phạm Tăng muốn trừ hậu hoạn. Vậy là Phạm Tăng mới thuyết phục Hạng Vũ làm một cái bữa tiệc ở ngay cái địa điểm bên ngoài cái thành này. Cái thành đây chỗ này thì là thuộc về địa phận là nước của cái lãnh địa của Hạng Vũ quản lý đó. Cái chỗ này gọi là Hồng Môn, Hồng Môn Điếm. Điếm tức là cái qua cái giống như là một cái nhà khách vậy, một cái quán mà thuộc loại lớn đó, chứ điếm không có phải là đĩ điếm đâu nha. Hồi xưa người ta gọi là cái điếm cũng giống như là trà đình tửu điếm, có nghĩa là cái quán thôi à, một cái nhà khách vậy thôi. Thì là lúc đó Hạng Vũ mới kêu mới là mời Lưu Bang tới mời Lưu Bang tới dự tiệc. Khi đó là Phạm Tăng cho là võ sĩ bố trí bao vây xung quanh đó hết rồi, và hẹn với võ sĩ là khi Phạm Tăng ném cái chung rượu xuống đất thì võ sĩ ở trong ào ra chém Lưu Bang chết. Tuy nhiên có một người này cũng thuộc cái dạng giống y như là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, người này là Hạng Bá. Hạng Bá là chú ruột của Hạng Vũ, Hạng Bá lại là đi đêm với phía bên Lưu Bang. Cho thành ra khi mà Phạm Tăng mới kêu Hạng Trang là cháu của Hạng Vũ ra giả vờ như là múa kiếm để giúp vui trong cái bữa tiệc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, thì Hạng Bá mới nhào vô. Hạng Bá cũng giả vờ là múa kiếm giúp vui, bắt đầu là cứ là cà cản 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 Hạng Trang, không có cho Hạng Trang giết Lưu Bang. Thì trong cái thời điểm đó có người đó là báo cho Trương Lương biết, ở Trương Lương tức tốc mới sai Phàn Khoái chạy đến viện trợ liền. Phàn Khoái là em rể anh em cột chèo với Lưu Bang. Phàn Khoái thì lấy em gái của vợ Lưu Bang, vợ Lưu Bang tức là Lữ Hậu, Lữ Trị, còn vợ của Phàn Khoái là Lữ Tu. Nhưng mà sau này là Lưu Bang cũng giết Hà Phàn Khoái chết luôn, mà chuyện đó để sau, bây giờ nói cái chuyện bây giờ đó. Khi đó thì Hàng Phàn Khoái cũng là một thuộc kỳ dạng mà tay một cái tay võ tướng cũng có tiếng thời đó. Khi đó là Phàn Khoái ở ngoài học tốc chạy vô mới cản trở không cho Hạng Trang giết Lưu Bang. Thì lúc đó Trương Lương mới chạy tới sau, Trương Lương mới đem vàng bạc châu báu rồi có một cái đôi ngọc bích thiệt là to thiệt là đẹp và đem đến là biếu Hạng Vũ. Thì lúc đó Hạng Vũ lại bị phân tâm mà chia trí về cái vấn đề quà cáp này kia kia nọ, Hạng Vũ quên đi cái chuyện là trò giết Lưu Bang đi. Thì khi đó Lưu Bang và Trương Lương nó lẻn lẻn trốn về Bành Thành mất tiêu luôn. Thành ra cái vấn đề cái sau này á, Lưu Bang thoát chết mà từ đó mới quay ngược trở lại, lại tiếp tục đấu với Hạng Vũ và giết Hạng Vũ. Và chuyện đó thì mình không có đề cập đến tại vì nó là một cái phần sau nữa. Ở đây tôi chỉ giải thích vì sao người ta dùng cái từ Hồng Môn Yến nó trở thành một cái điển tích và dùng trong các cái tác phẩm văn học. Và mở miệng ra người ta hay nói là Hồng Môn Yến, người ta nói là Hồng Môn Yến, Hồng Môn Yến. Cũng bởi vì cái câu chuyện mà Hạng Vũ muốn giết Lưu Bang ở ngay cái bữa tiệc Hồng Môn đó nên mới có cái điển tích tới bây giờ. Nhắc tới cái chuyện mà Hồng Môn Yến này á, tôi nhớ cái thời mà tôi còn ở Sài Gòn đó,
Khi đó bữa đó là đang ngồi chung với hai vợ chồng con Nguyễn Thị Mỹ Nghệ với Lê Kim Toàn á, thì con bé Nguyễn Thị Minh Châu, Lê Nguyễn Minh Châu đó là con gái của Lê của bà Nghệ với Toàn á, nó coi phim truyền hình ở trên truyền hình đó. Nó nghe những nhân vật ở trên phim cổ trang đó, họ nói chuyện nhau qua lại, họ nói họ dùng cái từ Hồng Mông Yến, Hồng Mông Yến. Vậy là con bé này nó mới hỏi Lê Kim Toàn vậy chứ Hồng Mông Yến là gì với ba. Lê Kim Toàn mù tịt đâu biết gì đâu, nhưng mà Lê Kim Toàn nó là không có giải thích, nhưng mà cũng không có bị họ bảo nó hỏi tôi. Nếu mà hỏi tôi giải thích, mà nó khởi gì nó không hỏi tôi không giải thích. Đó là vì thứ nhất là họ không biết, nhưng mà họ giấu dốt, họ không dám tự thừa nhận là họ không biết, là sợ quê. Cái tới nữa họ đang giấu dốt mà họ không hỏi mình, tự dưng mình nhào vô mình giải thích tới thì là họ càng quê hơn nữa, cho nên mình thôi mình nín thinh, nó không hỏi mình thôi. Mà nhân cơ hội hôm nay giải thích về cái điển tích văn học Hồng Mông Yến thì tôi mới nhắc lại cái chuyện xưa luôn. Nói Lê Kim Toàn lúc nào cũng tự cho mình là tài hơn Nguyễn Du nữa, nhưng mà thật ra rất là dốt. Rồi từ đó về sau người ta dùng cái từ Hồng Mông Yến để chỉ và những ám chỉ những cái trường hợp mà hai bên đang găng cua với nhau, rồi phía bên kia đang sắp sẵn một cái âm mưu, và sắp sẵn một cái bẫy để cho đối phương bước vào, người ta gọi nó là Hồng Mông Yến. Hồng Mông Yến có nghĩa là một cái bẫy được sắp sẵn để cho người khác bước vô. Đó, thì nó cũng tương đương với cái câu người ta gọi là rắp ranh bắn sẻ. Rắp ranh bắn sẻ có nghĩa là rình để bắn con chim sẻ, nó cũng giống như là dùng cái điển tích Hồng Mông Yến mà thôi. Còn nó tại sao hôm nay là tôi giải thích về cái điển tích Hồng Mông Yến, đồng thời nói về vấn đề đơn đao phó hội. Hồng Mông Yến nó là một cái cạm bẫy, một cái chỗ nguy hiểm mà Lưu Bang vì bị bắt buộc phải bước vào. Vậy lúc đó Lưu Bang yếu thế hơn Hạng Vũ và phải tìm mọi hết cách để mà lo để mà tiêu tốn là vàng ngọc châu báu, rồi là nào là cũng phải nhờ tay trong là Hạng Bá, rồi là nào là phải coi nhờ có là phàn khoái trợ lực mới chạy thoát khỏi cái Hồng Mông Yến. Chứ bản thân Lưu Bang là một cái người là văn thì không bằng ai, mà võ cũng không bằng ai, chỉ có mà nhờ thủ đoạn để mà bước lên mà thôi. Cho nên đời sau, về sau, ngay cả Tư Mã Thiên, sử quan dưới triều Hán Vũ Đế, tức là cháu nội của Lưu Bang, Tư Mã Thiên vẫn chê Lưu Bang là lưu manh mà khen Hạng Vũ là anh hùng. Không phải là thắng là hay, mà thua nhiều khi được người ta nể hơn, là ở cái chỗ đó. Thành ra nếu mà nói về cái chuyện thắng thua thì lại nói về cái vấn đề Việt Cộng bây giờ, nó thắng chẳng qua là nhờ dối trá, nhờ thủ đoạn, nhờ tàn ác thôi, giống y như Lưu Bang vậy đó. Chứ còn nếu mà xét về cái mặt mà nhân tính, về cái mặt chính nghĩa, về cái mặt lẽ phải, về cái mặt anh hùng, Việt Cộng không có những cái đó. Rồi còn cái vấn đề, còn xong cái điển tích văn học mà đơn đao phó hội. Đơn đao phó hội là gì? Đó là khi Quan Vũ, tức là Quan Văn Trường, đời đời của Lưu Bang đó là đời đời Tiền Hán, còn đời của Lưu Bị gọi là đời Hậu Hán. Thì Hậu Hán đó là con cái đời sau, có lúc mà nhà Hán suy vong rồi thì nước nhà Hán bị chia ra làm ba phần, gọi là, và trong đó có ba nước mà mạnh nhất là nước Ngụy, nước Thục và nước Ngô. Đó, cái giai đoạn đó gọi là Tam Quốc phân tranh đó, mà nhà văn La Quán Trung viết lại thành một cái tiểu thuyết Tam Quốc Chí. Ngô thuộc về Tôn Quyền, Thục thuộc về Lưu Bị và Ngụy thuộc về Tào Tháo. Thì khi đó Quan Vũ, tức Quan Văn Trường, đang chiếm Kinh Châu, mà cái Kinh Châu và này á, thì lại là đang tranh chấp với phía bên Tôn Quyền. Như vậy là phía bên Tôn Quyền Châu Dơ lúc này Chu Du chưa chết còn sống, thì là mới bày mưu
mời quan văn trường qua bên đó để mà ăn tiệc, cái kiểu mà cũng là cái kiểu làm giống y như là hồng bông yến vậy đó. Thì lúc đó đó là có những cái người ở dưới trướng, tức là những cái tùy tướng của quan văn trường mới nói là quan tướng quân đừng có đi quanh đó, bên đó nó sắp sẵn hồng môn yến cho tướng quân bước vô đó. Nhưng mà quan văn trường á nói rằng á, ta biết là như vậy, nhưng mà điều nếu ta không qua á, ta không dự tiệc á, là nó chê ta là người hèn nhát, là đằng nào ta cũng không cũng cũng không có chịu được. Nếu ta không đi nó cũng chê nó ta hèn, mà nếu mà ta đi qua bển á, mà nói mà là nó giết được ta thì ta lại là cái người bất trí, cho nên là không có cái đường nào, ta không có cái đường nào đu lui hết, bây giờ ta đi. Nhưng mà quan văn trường nó tự tin mới tới mức độ là không đem theo bất kỳ một cái người tùy tướng nào, đem theo vài người lính hầu thôi, cầm cái thanh long đao đi, rồi qua tới đó vô dự một cái bữa tiệc. Nhưng mà từng những cái võ sĩ mai phục xung quanh đó nhìn thấy quan văn trường, cái khí thế của quan văn trường đó, thì họ sợ hãi, không có dám xông ra, mặc dù là cái lực lượng mai phục rất là đông. Thì khi đó Lữ Phạm làm hiệu mấy lần, quân lính không dám xông ra, rồi cuối cùng á họ mới mật lệnh là bắt buộc cho phải ra. Tuy nhiên quan văn trường lúc này mới dụng ngu là giả vờ say, rồi là cặp cổ Lỗ Túc. Lỗ Túc là một người thuộc về dạng mà quan văn ở trong triều đại của Ngô Quyền. Ngô Quyền rất là trong triều của Tôn Quyền, Tôn Quyền rất là tôn trọng cái ông Lỗ Túc này. Đó. Vì lý do đó mà khi quan văn trường mới cặp cổ Lỗ Túc đi ra ngoài cửa đó, thì quân lính do Lữ Phạm chỉ huy đó, định nhào vô giết, mà Tôn Quyền cản lại, không, thà để cho quan văn trường đi chứ ta nhất định là không có được động đến một sợi lông chân của Lỗ Túc. Thì là khi đó quan văn trường mới cặp cổ Lỗ Túc đi ra tới bên ngoài, rồi lên ngựa chạy về là Kinh Châu luôn. Rồi lúc đó là quan văn trường mới là làm bộ như là tay, coi như là chia tay chia chân với Lỗ Túc vậy, rồi cho để cho Lỗ Túc tự nhiên đi vô, rồi quan văn trường chạy mất tiêu về Kinh Châu. Thì cái vấn đề đó, cái câu chuyện đó từ đó về sau nó lưu truyền, nó gọi là đơn cái điện gọi thêm cái điển tích gọi là đơn đao phó hội. Mà cái đơn đao phó hội nó ám chỉ một cái người anh hùng dám đối đầu với những cái nguy hiểm, những cái bẫy rập mà họ biết rằng đang giăng sẵn nhưng mà họ vẫn bước tới. Thì đó cái từ đó về sau cái cụm từ mà đơn đao phó hội nó ám chỉ một người anh hùng dám một mình làm những cái chuyện mà thiên hạ không ai dám làm. Nó khác ở chỗ thấy người ta là xông lên thì mình cũng ào theo, rồi là thấy người ta đã đảo thì mình cũng đã đảo, rồi là thấy người ta này kia kia nọ người mình cũng bắt chước mình làm theo cái đó. Tuy là nó cũng là một cái hành động với một cái việc mà dám làm thật, nhưng mà nó cũng chưa, nó không phải là cái dạng mà anh hùng, dạng mà đơn thân độc mã một người một ngựa đi làm. Thông thường người một cái người nào đó họ đơn chỉ kỹ đơn đao phó hội khi mà phía đối phương sắp sẵn hồng môn yến. Nếu mà không có hồng môn yến thì không có đơn đao phó hội. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi đưa cả hai điển tích văn học này vô cùng một lúc trong một cái buổi trao đổi như thế này đó. Vì hai cái điển tích văn học này và cái điều kiện để có nó thì nó hai hai bên nó hỗ trợ với nhau, nó có, nhất là cái đơn đao phó hội nó phải có cái điều kiện là có hồng môn yến thì mới có đơn đao phó hội, chứ còn không có hồng môn yến thì không có đơn đao phó hội. Buổi trao đổi của chúng tôi đến đây xin tạm ngưng. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp quý khán giả trong những chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.
Thank you.